Mình xin chào cả nhà, mình xin chào tất cả các mạnh thường quân đã gửi tiền về ủng hộ cho Thím Chính. Thì hôm nay thì mình sẽ nhận được những số tiền mà các mạnh thường quân đã gửi về cho Thím Chính là chị Yến ngày 25 tháng 8 thì chị Yến gửi về cho Thím Chính là 2 triệu. Cũng cùng ngày 25 tháng 8 thì chị Định gửi về cho Thím Chính là 2 triệu. Chị Phương ở Mỹ gửi cho Thím Chính là 2 triệu tư. Chị Thí Hồ ở Mỹ gửi về cho Thím Chính là 200 đô. Cô Huệ ở Cần Thơ gửi cho Thím Chính là 1 triệu. Chị Hà ở Canada gửi cho Thím Chính là 100 Canada. Anh Trâm ở Canada gửi về cho Thím Chính là 100 Canada. Mình sẽ gửi chuyển số tiền này sẽ đến tận tay Thím Chính một ngày sớm nhất để Thím Chính lo cho cháu Khoa vượt qua cái khó khăn này, vượt qua cái nguy hiểm này. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho Thím Chính vượt qua khó khăn này và cháu Khoa vượt qua cái thời kỳ nguy hiểm này. Mình cảm ơn rất là nhiều ạ. Bữa nay mình làm cá cho chị ở Sài Gòn nè, giờ mình đang lọc cho cá ra nè, mà mưa quá trời luôn. Mình với chị Hương xuống chơi, chị Hương phụ mình. Dần xẻ thịt cá ra, không có cái da dễ cắt, có da dài dài chứ giờ không có da dễ gọc. Cái ngồi cái tay bé không cái ngồi ngồi đẹp chứ có biết rồi đó. Bao tay lại mình cắt chứ để nó phòng tay mình. Cắt mà không bao lại lỡ phòng tay. Cá mình lóc da ra đỏ ao luôn. Này là ngon dữ nữa. Không bỏ gì. Không có gì thôi. Ngộ vậy, mình phơi xương không nha. Mình phơi mấy này xương không mà mình phơi rồi nó không có xương. Như mình cắt ra nhỏ nhỏ này cho hơn chiên ăn giòn gọn luôn. Ở mấy cái lóc đồng chị lo hồi giờ biết làm gì, cái kẻ ta làm miếng miếng chít chít vậy rồi làm khô ăn ngon. Nhưng mà chưa xuất miệng cái là hợp cái bắt nước mình nước rồi đó. Giờ mình ướp gia vị chưa? Này là sa tế của mình làm nè. Này muối, đường, tiêu. Này là bột canh. Cái đó rồi không biết coi cái gì luôn. Thì cái da anh không còn. Này là rượu mai quế lợ. Này là ớt bột. Ớt bột làm nhiều quá cay em định. Chắc không cay chị, cay cay mới ngon. Cho mình trộn đều. Trộn ướp cái da luôn. Đặng khi mà nó thấm vô cái mình chiên cái da ăn ngon lắm. Mình hởm cái da mình ướp luôn chiên ăn ngon lắm. Đây là mình chuối của chị Mười ở Cà Mau dặn mình bịch gì là nửa ký, chị dặn ba bịch ký rưỡi. Giờ mình vô hộp để mình gửi cho chị, mình mở vô cái hộp này. Cái hộp này đựng nhiều tiếng rồi. Khô của mình nè, khô rồi. Giờ mình lấy khô ra, khô của mình nè, đông gieo luôn.
con gieo mà nó thơm ngon dữ lắm, ngon luôn ha, không có cái mùi hôi khô này. Mấy cái xương hàm của nó là cái mình sấy luôn để mình chiên mình ăn mấy cái xương á. Còn này da nè, cái da như cái miếng miếng mẫu luôn, như cái túi bịch vậy. Này mình gửi tặng cho chị để chị ăn thử da cá này rồi, chiên ngon dữ lắm. Khô giống như là lạp xưởng luôn, tông gieo luôn, thiệt là ngon luôn, giờ mình thấy là mất ăn liền đó. Này mình sấy khô rồi, sấy khô cá này cho chị ở Canada, chị đặt mình gửi lên Sài Gòn. Giờ mình cho khô vô bịch để mình hấu chiên không, mình gửi cho chị ở Sài Gòn. Đây là mình da cá nè, da cá, cái da này là bự hơn nhất luôn. Mình mặn là 5 con cá này là bự nhất. Mình tặng cho chị 3 cái da cá. Đây là cái da kế tiếp là cái da nhỏ hơn chút. À, đây là cái da nó bự hơn cái da này. Là 3 cái da cá, giờ mình xếp lại mình bỏ vô bọc. Da cá này chị để dầu á, nó hơi khá khá giống như là mình chiên bánh vậy á. Mình chiên nó mới hồng, nó mới nổi lên, nó mới ngon. Ăn nó sốt nó mới ngon. Chứ mình để dầu ít thì mình chiên nó không ngon nha chị. Cá này mà khi chị chiên chị chế dầu khá khá một chút. Rồi chị sắc ra vuông vuông nhỏ nhỏ gì nè. Vuông 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 còn chở gần 5 phân vuông vậy. Rồi tới mình để vô mình chiên dầu sôi, mình để vô mình chiên giống như là mình chiên bánh hồng tôm vậy. Thì nó hồng, nó nổi lên, nó sốt giống như bánh hồng tôm, ngon dữ lắm. Chứ mình đừng có chiên giống như là mình chiên khô mà mình để ít dầu á. Này mình phải để ngập dầu. Mình dán cái nhãn vô để mình gửi cho chị ở Sài Gòn. Đây là cái nhãn nước màu dừa của mình nè. Nước màu dừa nguyên chất. Mình chuẩn bị đồ xong hết rồi. À, đây là hai chai nước màu dừa nguyên chất của mình để mình gửi cho chị ở Sài Gòn nè. Mình bù kỹ đó thì mình vô cái bịch mình giấu lại luôn. Đây là ba miếng da cá mình cũng để vô bịch mình giấu miệng lại hết rồi. Đây là bịch khô cá sặc, cá sặc bướm, rồi cá sặc lồng của mình đó. Rồi đây là cá lóc sợi. Giờ mình vô thùng để mình gửi cho chị. Mình cảm ơn chị đã mua ủng hộ những món ăn của mình. Mình mong rằng chị ăn sẽ vừa miệng cái món khô của mình gửi và nước màu thơm ngon. Mình cảm ơn chị rất là nhiều. Mình chúc chị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Mình xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình chúc cho các anh chị và các bạn xem clip thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như các chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh Mới Miền Tây. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.